hành động này người ta gọi là miễn dịch chủ động. Cái hình thức thứ hai là miễn dịch thụ động. Người ta đưa cái kháng thể có sẵn từ ở bên ngoài vào cơ thể của đứa trẻ để giúp nó vượt qua cái nguy hiểm của bệnh tật. Thì hình thức đó ta gọi là miễn dịch thụ động. Và người ta đã áp dụng trong vấn đề điều trị bệnh uốn ván với cái tên gọi là SAT. Hoặc là hiện nay chúng ta dùng trong cái điều trị bệnh tay chân miệng với tên gọi là gamma globulin. Hoặc trước đây chúng ta cũng áp dụng nó để điều trị bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu là SAD. Như vậy đối với chủng ngừa, mình chúng ta áp dụng đó là miễn dịch chủ động. Miễn dịch chủ động. Cái ý thứ hai trong cái mục tiêu thứ nhất đó là các bệnh có thể phòng bằng phương pháp chủng ngừa. Thì ở đây cô nêu hai nhóm. Nhóm thứ nhất là do vi khuẩn, thì gồm có bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, thương hàn, phó thương hàn, dịch tả, dịch hạch, viêm màng não, lao nói chung, trong đó có lao phổi, lao kê, lao màng não vân vân, viêm phổi hoặc là viêm màng não do Haemophilus eluzatip B hoặc là viêm màng não do não mô cầu. Thì đây là những cái bệnh mà chúng ta đã có vaccine phòng để giúp đứa trẻ không bị bệnh nặng. Và cái nhóm thứ hai là nhóm do virus, thì có bệnh đậu mùa, sởi, sốt bại liệt, quay bị, rubella, cúm, dại, viêm gan B, viêm não Nhật Bản B. Và hiện nay chúng ta có vaccine phòng sốt xuất huyết nhưng chưa được đưa vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Mục tiêu thứ hai đó là lịch chủng ngừa của trẻ em Việt Nam hiện nay. Thì trước đây chúng ta có nhiều cái phác đồ, có nhiều lịch để chúng ta chủng ngừa cho đứa trẻ tùy theo cái tình hình dịch bệnh ở mỗi địa phương. Việt Nam chúng ta cũng vậy. Nhưng các em nhớ dùm cô cái bản hiện nay thôi để chúng ta đỡ bị nhầm lẫn. Thì hiện nay người ta áp dụng cái lịch trên cái bản cô trình bày ở đây là khi đứa trẻ sinh ra, người ta gọi là thời kỳ sơ sinh, thì người ta chủng ngừa lao với tên gọi là BCG và viêm gan B lần thứ nhất, viêm gan B. Khi đứa trẻ 2 tháng thì người ta chủng cho đủ 6 bệnh, thì trong đó có cái vaccine 5 trong 1 là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B và HIP. HIP là Haemophilus eluzatip B. Và uống 2 giọt Sabin để phòng OBV1, đây là Sabin phòng bại liệt. Khi trẻ 3 tháng, 4 tháng chúng ta cũng lặp lại giống như vậy, và người ta gọi là lần thứ 2 và lần thứ 3. Khi trẻ 9 tháng thì cho trẻ chủng sởi và rubella lần thứ nhất. Và lúc 18 tháng thì nhắc lại sởi, rubella lần thứ 2 và bạch hầu, ho gà, uốn ván lần thứ 4. Thì đây là lịch hiện nay của trẻ em Việt Nam. Còn đối với Việt Nam chúng ta thì nằm trong vùng dịch tễ của viêm gan. Hàng năm tỷ lệ tử vong do viêm gan cũng như là ung thư gan còn rất cao. Vì vậy để miễn dịch suốt đời thì cái bản vừa rồi cô trình bày chỉ có 4 lần chủng thôi. Nhưng để miễn dịch suốt đời thì cần nên chủng 6 mũi. Chủng 6 mũi. Và ở cái lịch này thì chúng ta thấy thời gian nó linh hoạt hơn. Mũi thứ nhất là thời kỳ sơ sinh, nhưng mà mũi thứ hai cách mũi thứ nhất 1 tháng, có thể trễ so với hẹn là 1 tháng. Mũi thứ ba cách mũi thứ hai 1 tháng, có thể trễ so với hẹn 3 tháng. Mũi thứ tư cách mũi thứ nhất 1 năm, có thể trễ so với hẹn 2 năm. Và mũi thứ năm cách mũi thứ tư 5 năm, mũi thứ sáu cách mũi thứ năm 10 năm. Ở đây chúng ta có mũi sau cách mũi trước, riêng mũi thứ tư lại cách mũi thứ nhất, chứ không phải là cách mũi thứ ba theo cái trình tự như thế này. Các em nhớ chỗ này để không thôi chúng ta bị sai. Đối với phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ thì người ta chủng VAT, và ở đây chúng ta có 5 mũi. Và ở đây thì không có cái bẫy giống như viêm gan B, là chỉ mũi sau cách mũi trước mà thôi. Mũi sau cách mũi trước.
Và chúng ta thấy là mũi thứ nhất ngay khi tiếp cận với chương trình hoặc là khi người phụ nữ đó có thai. Rồi bắt đầu từ mũi này thì chúng ta tính là mũi thứ hai nó cách mũi thứ nhất ít nhất là một tháng, nhưng nếu người phụ nữ có thai thì phải trước sanh 15 ngày. Còn mũi thứ ba cách mũi thứ hai 6 tháng hoặc là khi có thai lần thứ hai. Mũi thứ tư cách mũi thứ ba 1 năm và mũi thứ năm cách mũi thứ tư là 1 năm. Như vậy chúng ta có 5 lần chủng thì có 4 khoảng cách. 1, 6, 1, 1, 2 số đầu là tháng và 2 số sau là năm. Còn nếu như một người phụ nữ người ta chưa chủng cái đó, ta chưa chủng đủ 5 mũi, thì khi có thai thì cần phải chủng cho đủ 2 mũi. Khi có thai chủng đủ 2 mũi. Và nhớ lần thứ 2 phải trước sanh 15 ngày. Còn nếu như có thai lần thứ 2 thì người ta chỉ cần tiêm một mũi là đủ rồi, chứ không cần phải hai mũi. Tuy nhiên là hai lần sanh này không quá 5 năm. Không quá 5 năm. Nếu như quá 5 năm thì lần thứ 2 cũng phải chủng cho đủ hai mũi. Còn nếu như người phụ nữ trước khi có thai mà đã chủng đủ 5 mũi thì khi có thai chúng ta không cần chủng hai mũi như cái lịch ở đây. Chúng ta qua cái mục tiêu thứ ba, đó là chống chỉ định. Thì trước đây người ta quan niệm là trẻ nhỏ hoặc là bị cái bệnh nền hoặc là trẻ suy dinh dưỡng nặng thì người ta không có chủng ngừa. Nhưng hiện nay thì có một số quan niệm khác rồi. Ví dụ như trẻ có dị ứng thì chúng ta nên chú ý và tiêm thấp liều dần cho tới khi chủng nguyên liều, chứ không phải là chúng ta thấy trẻ dị ứng rồi chúng ta không chủng. Hoặc đứa trẻ bị bệnh bẩm sinh mà không phải nặng phải vào bệnh viện thì chúng ta vẫn chủng. Nhưng nếu mà nó bị bệnh nằm bệnh viện như là một cái viêm phổi nặng hoặc là nhiễm trùng nặng thì lúc này chúng ta không chủng, chúng ta quản lại. Hoặc là một số trẻ nó bị bệnh bẩm sinh mãn tính như nãy cô nói, bệnh thận, bệnh tim đó, thì chúng ta vẫn phải chủng nếu nó không có bị nặng. Đặc biệt là cái đối tượng nhiễm HIV, nếu như chưa chuyển sang giai đoạn S thì chúng ta cần phải chủng cho nó. Bởi vì chúng ta rất sợ có đối tượng nhiễm HIV mà bị nhiễm lao kháng thuốc thì rất là khó trị. Vì vậy mà người ta khuyên là nên chủng cho những cái đối tượng nhiễm HIV khi chữa chuyển sang giai đoạn F. Về chống chỉ định thì ở đây cô nêu hai cái chống chỉ định, đó là chống chỉ định lâu dài và chống chỉ định tạm thời. Chống chỉ định lâu dài là đối với những cái đứa trẻ có cái cơ địa suy yếu, cái hệ thống miễn dịch của nó đã giảm mà chúng ta đưa cái vaccine vào nữa thì là gánh nặng cho nó, thì chúng ta không chủng. Vĩnh viễn không chủng chứ không phải chỉ tạm thời. Vĩnh viễn không chủng cho đối tượng này. Đó là những trẻ đang mắc ung thư, đang dùng hóa chất, hoặc là trẻ đang suy giảm miễn dịch như nãy cô nói, nó chuyển sang giai đoạn S đó, thì chúng ta không chủng cho nó. Còn chống chỉ định tạm thời là cho những đứa trẻ mà tới cái lịch chủng ngừa mà vì một lý do nào đó nằm bệnh viện thì chúng ta cũng phải đợi cho nó xuất viện rồi mới tái chủng. Hoặc là đến cái lịch chủng ngừa mà trẻ nó bị sốt, hoặc là nó sử dụng kháng sinh, hoặc là nó sử dụng corticoid, thì lúc đó chúng ta cũng quản lại và sau một thời gian ổn định thì chúng ta tái chủng lại cho nó. Và thường cái nơi tái chủng đó là bệnh viện chuyên nhi hoặc là những trung tâm y tế dự phòng của huyện hoặc là của thành phố thì chúng ta mới có thuốc, chứ không có thuốc ở tại các phường như cái lịch chủng ngừa của họ. Cái ý thứ ba trong cái mục tiêu thứ ba đó là tai biến. Thì ở đây cô chia làm ba nhóm. Nhóm thứ nhất là do dịch vụ y tế, nhóm thứ hai do bản chất của vaccine, và nhóm thứ ba là do cơ địa của đứa trẻ. Thì trong cái nhóm tai biến do dịch vụ y tế, chúng ta thường gặp nhất là áp xe chỗ tim. Áp xe chỗ tim thì cái này là lỗi do y tế, là cán bộ y tế thực hiện chủng ngừa thì không có chuyên trách, và cái môi trường chủng ngừa là không được vô khuẩn. Thường là mượn ở một cái cơ sở
ở phường, chẳng hạn như là ủy ban phường hoặc là trường học, những cái nơi rộng thoáng để người ta thực hiện, do đó có môi trường không được tốt. Cái thứ hai là các họp cồn để thực hiện á, là người ta dùng cồn 70 độ, nhưng mà cái nắp mà cái họp cồn để thực hiện nó không có đậy, do đó khoảng giữa buổi cồn nó bay hơi hết rồi, chỉ còn nước thôi, nhưng cán bộ vô tình vẫn sử dụng bình thường. Và cái thứ ba là vấn đề cán bộ thực hiện nó làm nhiễm khuẩn cái chỗ tiêm, làm dây bẩn cái chỗ tiêm, chẳng hạn như cái sọt gác họ để bên kia, thì khi mà dùng cái bông gòn để quơ qua cái măng để thực hiện thì nó vô tình nó làm nhiễm các cái sạch ra đó. Vì vậy sau khi tiêm về thì em bé thấy cái chỗ tiêm nó đỏ lên và nó cương mủ, thì lúc đó chúng ta xử trí giống như là một cái áp xe bình thường, một áp xe bình thường. Nếu như cái chỗ tiêm đó trước 24 giờ nó đã nhiễm khuẩn rồi thì chúng ta cần tái chủng lại. Còn sau 24 giờ thì chúng ta cân nhắc có tái chủng lại hay không. Rồi cái tai biến thứ hai là viêm hạch. Thì thường là cái tai biến này do tiêm BCG. BCG thì chúng ta tiêm thường là 0,1ml tiêm dưới, tiêm trong da. Có nghĩa rằng cái mũi kim so với mặt da là 15 độ. Sau khi tiêm xong thì chúng ta thấy cái vùng tiêm đó nó nổi lên một cái mẩn giống như là mũi chích vậy đó, thì nó mới đạt yêu cầu. Nhưng do lơ là trong cái công tác thực hiện, do đó có thể cái mũi tiêm so với mặt da là 45 độ là tiêm ở dưới da, và cái liều thuốc là 0,1ml có thể trở thành là 0,2ml rất dễ dàng. Vì vậy sau khi tiêm thì về nhà 1-2 tuần lễ thì cái nắp cùng bên tim đó là cái tim vai trái nó sẽ xuất hiện một cái khối u và dần dần to lên, thì đó là hiện tượng viêm hạch do tim BCG. Cái hạch, cái sẹo BCG bình thường á, thì các em thấy sau 3 tuần thì cái chỗ tim nó, khi sau khi tim về BCG thì cái vùng da nó bình thường, nhưng 3 tuần lễ sau cái chỗ đó nó mới viêm đỏ lên và có mủ, và cái mũ dần dần nó mỏng, nó to và nó mỏng dần dần và nó vỡ, nhưng không phải nó liền sẹo ngay. Và 2-3 lần cương mũ như vậy thì cái chỗ mà nó viêm đó nó mới hình thành cái sẹo, và cái sẹo đạt chuẩn là 0,3 cm, có nghĩa là 3 mm, bề ngoài của nó là giới hạn rõ và bề mặt nó nhẵn, có thể là màu hồng hoặc là màu trắng, thì đó là cái đạt chuẩn. Còn nếu như sau 12 tháng mà chúng ta tiêm BCG, chúng ta thử lại phản ứng IDE mà không có cái phản ứng gì, thì chúng ta cần xem xét có thể đây là cơ địa suy giảm miễn dịch, hoặc là chúng ta chủng không đạt để hiệu quả, cần phải tái chủng lại. Cái tai biến thứ ba do dịch vụ y tế đó là áp xe lạnh chỗ tiêm. Thì cái này là do chúng ta tiêm cái thuốc chủng ngừa đó là chất dầu, thì thường là 5:1 hoặc là 3:1, và cái lượng thuốc tiêm là 0,5ml tiêm bắp sâu. Và thuốc này thì chúng ta biết là để trong môi trường đông khô, khi chúng ta thực hiện thì chúng ta mới bơm dung môi vào trong cái lọ vaccine này, và phải chờ cho nó rã đông rồi chúng ta mới rút thuốc tiêm cho em bé. Tại sao nó xảy ra cái áp xe lạnh chỗ tiêm, là do khi thực hiện cán bộ y tế không chú ý cho rã đông kỹ, và chúng ta tiêm còn những tinh thể đá đông đó, nó vào trong cái bắp sâu của đứa trẻ và nó không phát tán ra ngoài được, nó tạo thành một cái áp xe lạnh ở chỗ đó. Thì cái này để xử trí thì thường là người ta dùng những cái vật nóng người ta lăn qua, chẳng hạn như là chườm ấm bằng trứng gà luộc, hoặc là người ta dùng trái đu đủ non người ta nướng và người ta lăn nhẹ qua để rã dần dần cái chỗ áp xe lạnh chỗ này. Cái nhóm thứ hai là tai biến do vaccine, thì thường gặp nhất là chúng ta gặp sốt sau khi tiêm. Vì vậy những cái thuốc như là sởi, chủng ngừa sởi, hoặc là 5:1
Vì sau khi tiêm, chúng ta cho em bé một liều paracetamol ngay tại chỗ tiêm chứ không chờ về tới nhà. À, uống ngay để phòng cái tai biến sốt này. À, cái tai biến thứ hai là liệt do uống OBV. Thì khoảng 5-10 năm nay thì ít gặp cái tai biến này. Thì trước đây chúng ta gặp nhiều, nhưng tai biến này hiện nay cũng không còn. Và cái tai biến thứ ba là các co giật, do co giật do vaccine 3 trong 1 hoặc là 5 trong 1. Ở trong này chúng ta thấy có cái vaccine để phòng ngừa bệnh ho gà. Thì cái vaccine này nó chiết xuất từ độc tố của vi khuẩn. Vì vậy sau khi chủng ngừa trong vòng 3 ngày mà em bé co giật không rõ lý do thì người ta cho đó là do cái độc tố nó gây nên. Vì vậy cán bộ y tế cần phải biết thông tin này khi tái chủng để loại cái yếu tố ho gà ra khỏi cái vaccine. À, cái tai biến thứ ba là tai biến do cái cơ địa, thì thường là cơ địa dị ứng nó hay xảy ra chuyện này. Và để khắc phục cái này thì khi thực hiện phải có một cái ekip của bác sĩ điều dưỡng chuyên nhi và phải có xe cứu thương bên cạnh để khi có xảy ra cái phản ứng nguy hiểm này thì kịp thời cứu, sơ cứu và đưa trẻ nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất. Thì đây là một cái bài riêng cô chỉ nói qua thôi, là các em phải đọc thêm chứ không thì chúng ta mất thời gian. Khi mà gặp những cái tình huống như vậy, để tránh những cái tình huống như vậy đó, thì người ta khuyên thứ nhất là chúng ta phải đảm bảo vấn đề vô khuẩn khi thực hiện chủng ngừa. Thứ hai là phải bảo quản vaccine đúng kỹ thuật, có nghĩa là chúng ta chỉ lãnh vaccine trước mũi chủng ngừa chứ chúng ta không được lãnh trước một buổi, mà chỉ lãnh trước một vài giờ đồng hồ khi thực hiện chủng ngừa. Và khi lãnh về thì chúng ta phải để cái vaccine đó trong cái phích lạnh suốt trong quá trình thực hiện cũng như vận chuyển, là để nhiệt độ từ 2 cho tới 8 độ C. Còn nếu khi chúng ta đã lấy ra ngoài khỏi cái thùng đá lạnh đó rồi, và đá lạnh đó là những đá đông khô, không có nước, đá đông khô. Và khi thực hiện thì chúng ta lạnh, để ra ngoài thì chúng ta để trong cái tô đá để mà giữ cái nhiệt độ lạnh. Còn nếu chúng ta đã mở ra và chúng ta để ra ngoài rồi mà khi thực hiện còn thừa thì chúng ta phải hủy vaccine đó, chứ chúng ta không được để trả lại cho trung tâm. Cái ý thứ ba là chọn các loại vaccine được sản xuất tốt, có nghĩa là chúng ta thấy loại vaccine đó còn thời gian sử dụng nè, nhãn mác còn đầy đủ, không bị bong tróc, và đặc biệt là cái dung môi để mà pha với vaccine đó cùng một nhà sản xuất, chứ chúng ta không để hai nhà sản xuất khác nhau thì cái loại vaccine đó nó không được tốt. Và cái ý thứ tư là chú ý an toàn trong tiêm chủng. Muốn thực hiện cái này thì chúng ta phải khám sức khỏe trẻ trước khi thực hiện chủng ngừa, và có cần để làm những cái xét nghiệm để tìm các chống chỉ định của chủng ngừa. Thứ ba, thứ hai trong an toàn đó là những cái vaccine có chứa chất dầu đó thì chúng ta phải rã đông và tiêm bắp sâu, phải rã đông kỹ và tiêm bắp sâu. Và cái ý nữa là những cái vaccine sống chúng ta không nên tiêm hai thứ cùng một lúc, mà phải cách xa nhau là từ một tháng trở lên, trừ vaccine 3 trong 1 thì có sởi và quai bị đi cùng, thì cái này chúng ta đồng ý chấp nhận thôi. Cái ý nữa trong vấn đề an toàn đó là chúng ta chú ý cơ địa dị ứng thì nên thực hiện cái phương pháp BRCA. Và thứ hai là chúng ta phải có cái lời chào niềm nở đối với người nhà, để chúng ta tìm hiểu về cơ địa của đứa trẻ cũng như về gia đình có bị dị ứng hay không, để chúng ta tránh cái hiện tượng sọc phản vệ xảy ra cho đứa trẻ. Và khi chúng ta tiêm vaccine 3 trong 1 có sởi, viêm gan B thì chúng ta phải cho uống para ngay lập tức, ngay buổi tiêm chứ không chờ về tới nhà. Và khi có áp xe lạnh do tiêm vaccine 3 trong 1 hoặc 5 trong 1 thì phải trùm ấm và tránh va chạm vào chỗ tiêm của trẻ,
mà lần sau tái chủng thì tránh cùng bên, tránh cùng bên chủng ngừa đó, chúng ta tìm bên đối diện. Vấn đề bị áp xe, áp xe chỗ tim thì chúng ta cần xử trí bình thường, như nãy cô nói là xem xét có cần tái chủng hay không. Còn trong cái trường hợp viêm hạch do tiêm BCG quá liều thì chúng ta không làm gì hết mà chúng ta chờ xem. Nếu như nó là một cái áp xe mà gây nóng thì chúng ta phải đặt và xử trí như một vết thương bình thường. Còn không thì chúng ta để và nó từ từ nó sẽ tiêu cái áp xe này. Sốc phản vệ thì như nãy cô nói là có một bài riêng. Rồi, cái bài học của chúng ta tới đây là hết. Các em rồi, các em có thắc mắc gì không? Dạ không cô ơi. Dạ hiện tại chưa cô ơi. Hiểu hết hả? Hiểu không? Sao lại là cái áp xe lạnh lại là lấy đu đủ lăn vô vậy cô? Là quên trái đu đủ rồi mình lăn. Không, trái đu đủ non các em. Đu đủ non, nó giữ nhiệt. Ở dân gian người ta hay có cái thói quen như vậy. Có nghĩa là em dùng, hoặc là em có cái túi chườm nóng đó, em để hoặc là cái túi ni lông đó, rồi em rót nước nóng vô rồi em chườm cho cháu cũng được. Nhưng nhớ là da của nó non, khi mình chườm như vậy phải để một cái khăn xô lên, rồi chúng ta lăn qua lăn lại cho nó ấm đó. Bằng cái vaccine đó, nó là một cái tinh thể đá đông rồi thì nó sẽ tan dần dần dần, từ từ nó có tán ra mô, chứ không phải là dùng nguyên trái đu đủ to đùng đó mà lăn. Hiểu không? Trái đu đủ non rồi người ta nướng lên cho nó giữ nhiệt và người ta lăn. Hoặc là người ta dùng trứng gà hoặc trứng vịt đó, người ta luộc rồi người ta bóc vỏ ra để nó giữ nhiệt và nó lăn nhẹ lên cái chỗ tim. Rồi, có hiểu chưa? Dạ, cảm ơn cô, em hiểu rồi ạ. Rồi, cảm ơn em. Ôi, có bạn hỏi là em cứ hỏi đi. Dạ, tiêm vaccine nào sao lại tiêm bên trái vậy? Cái đây là quy định rồi, tiêm vaccine mà BCG mới tay trái mà, dùng chỗ cơ delta nha, cơ delta ở vai trái, cái đó là quy ước. Cũng giống như các em quy ước là sinh viên y khoa phải mặc áo blue trắng vậy, hiểu không? Thì điểm nào đâu nó với cái gì mà cô đọc chưa được đâu rồi, em cứ hỏi đi, em khỏi nhắn tin cô không thấy rõ nè, em cứ hỏi đi. Nhược cơ, biến chứng của chủng ngừa lao như hồi nãy cô nói là sai kỹ thuật và quá liều, nó sẽ gây áp, gây viêm hạch chứ không có gây yếu nhược cơ. Em coi lại thời điểm nào và loại vaccine nào sẽ tiêm vào đùi, mông và vai của đứa trẻ. Cái này thường là người tiêm vaccine 5 trong 1 đấy mà, 5 trong 1. Thì như nãy cô nói đó, để tránh cái áp xe lạnh thì người ta sẽ tiêm đối bên, tiêm thay đổi vị trí, chứ không phải là loại vaccine nào nha, không phải là loại vaccine nào. Còn đối với lao thì người ta đã quy ước rồi, tiêm vào cơ delta ở vai trái. Rồi các em Nguyễn Trí với lại Minh Hiếu ạ, Minh Hiếu thì cô trả lời gì các em có rõ chưa?
Nếu các em không hỏi gì nữa thì thôi chúng ta kết thúc nha. Thank you.